chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xịn Minh Châu. Hôm nay Minh Châu giới thiệu cho mọi người là cái mẫu máy xịt rửa xe của thương hiệu Detong. Đây là một cái dòng lớn nha các anh chị, để cho những anh em mà rửa xe chuyên nghiệp, rửa xe tải, xe khách, những xe lớn nha, mình có thể sử dụng em này và bắn gầm xe, dòng cao áp rất là mạnh mọi người. Đây, các anh chị thấy động cơ rất là bự nha, khủng luôn. Con này thì nó về, đợt này nó về là màu xanh các anh chị, 3.500W và điện sử dụng là 220V 50Hz, công suất là 3.500W này các anh chị, và áp lực tối đa là 230 nhé, 230 là cực kỳ mạnh luôn. Đây là dòng mà công suất thật cho nên là rất là ok. Điện sử dụng là 220V này, động cơ các anh chị thấy lớn không, 3.500W cho nên cái động cơ nó rất là bự. Con máy không, nó nặng đến 50 mấy, gần 60kg các anh chị, rất là nặng luôn. Đầu là đầu ti bọc sứ cho nên là rất là ok. Dòng này là đầu bằng kim loại hết nha, chứ không phải bằng nhựa nha, bằng kim loại, rất là chắc chắn luôn, của thương hiệu Detong. Ở đây thì cái ti này khi các anh chị mua về là mình tháo cái nắp nhớt ở trên đây ra nhé, và mình vặn, nó có kèm theo chúng ta một cái nắp nhớt như vậy, mình thay vô sử dụng. Dây ở trên đây là đều có đầy đủ, khi nó thông báo này dây bao nhiêu mét nó có ở trên đây hết nhé. Đó, có đầy đủ cho chúng ta luôn. Sách hướng dẫn có, đồng hồ của dòng này là đồng hồ lớn này, các anh chị thấy cái đầu nó làm bằng đồng 100%, và các cái khóa ti, các cái con ốc ở đây là bằng inox hết toàn bộ. Đợt này nó về là một rơ le các anh chị, sau này dễ vận hành và bảo hành nó rất là dễ dàng luôn các anh chị ạ. Đây, hai dây nối vào này, dây là dây bố kim loại luôn, bố kẹm luôn mọi người. Lưu lượng nước của dòng này là 15 lít một phút cho nên rất là khỏe luôn. Áp lực thì từ 50 cho đến 230, các anh chị có thể tùy chỉnh theo như đây, theo như mong muốn của mình này, mình có thể chỉnh từ 50 cho đến 230, có núm chỉnh ở đây nhé. Các anh chị cứ tăng dần lên hoặc là giảm xuống, tùy vào khi mà mình bắn gầm xe thì mình có thể tăng lên đến 230 rồi mình bắn, nhưng mà ở 230 là cực kỳ mạnh luôn mọi người. Nhìn con máy này. Rồi, về khi mà các anh chị sử dụng là nó có cái nắp đầy trên rất là tuyệt vời luôn, kèm theo bình bọc tuyết cho mình này. Xích xích là đây. Ở đằng sau thì các anh chị thấy có tay cầm này, để mình di chuyển, mình đẩy nha. Con máy nặng nhưng nên là phải có bánh xe chắc chắn này để mình đẩy này. Khung là bằng nhôm các anh chị nhé, khung nhôm và thép hết cho nên là rất là chắc chắn để anh em vận chuyển đẩy đi luôn. Ở đằng sau có mặt đồng hồ điện tử này các anh chị, khi mà mình sử dụng này, khởi động máy này, hiện tại là các anh chị bật ở đây và súng mình nó khởi động auto để sẵn, khi mà mình bấm súng máy mới chạy nha, còn không bấm súng là máy nó sẽ dừng, để tiền lời khi anh em đang ở ngoài tít ngoài kia mà mình cầm súng không thể nào mà chạy về đây để tắt máy, cho nên là cứ tắt ở súng luôn, không bấm cò thì nó sẽ không chạy nhá. Đây, đằng sau là thông số của máy để anh em tham khảo này, có mà là DKHPW3500 như các bạn chị. Đây, điện sử dụng là 220V 50Hz này, công suất là 3.500W này, tốc độ là tốc độ tua chậm nha, 1.450 vòng trên một phút, áp lực là từ 50 cho đến 230 này các bạn chị. Đây, và lưu lượng nước là 15 lít một phút. 15 lít một phút là cực kỳ nhiều lượng nước, rất là nhiều nha các bạn chị, cần lượng nước rất là nhiều, anh em sử dụng xô lớn lớn một tí. Rồi, cái này thì Minh Châu đã giới thiệu rất là nhiều dòng, và cái con màu đỏ thì nó y như con này, nhưng mà đợt này về màu xanh thì Minh Châu giới thiệu lại thôi để các bạn chị. Được bảo hành chính hạn là 6 tháng nhưng mà Minh Châu bảo hành cho các bạn chị là 1 năm để mình yên tâm khi sử dụng nhé. Những cái dòng này là Minh Châu thấy là rất là chất lượng luôn, ti là ti bọc sứ, toàn bộ phần đầu là bằng kim loại hết, ốc là inox luôn này, mọi người thấy không, đồng hồ bằng inox, nhìn như vậy thì còn chê vào đâu được mà đảm bảo về chất lượng của anh chị. Đây, các cái ốc này, mắt nhớt ở bên ngoài mình có thể nhìn thấy ở đây luôn, nhớt khi mà càng thì mình có thể tháo trên đây ra và châm nhớt hoặc thay nhớt đều được hết nha. Thay nhớt này, ốc inox luôn, nhìn các con ốc mà kết nối này. Rồi, về dây thì dây bố kim loại luôn, rất là chắc chắn luôn, có bình bọc tuyết đầy đủ nè, bốn cái bét kèm theo nhé, một bét ở trong súng này mọi người, từ 0 độ 15, 25, 40 có đầy đủ nhé. Còn dây cấp nước vào thì lọc rác là nó có hai lọc luôn, lọc trên và lọc dưới để cho lọc được kỹ càng hơn, nước ra nó ok hơn. Rồi bây giờ Minh Châu sẽ test để mọi người tham khảo khả năng xịt rửa. Đây, các anh chị thấy tia nước này rất là mạnh luôn, mình bắn gầm xe là rất là khỏe. Đây, xi măng lâu ngày á, xi măng này là đổ lên trên lớp láng này mà bắn lóc luôn.
Ê, có bán chị thấy không? Đây, quay sát xuống để cho mọi người thấy này. Đây là xi măng nha, rất là cứng luôn. Mình có thể, những cái dòng này mình có thể xịt rửa xe mà chở bê tông, mình có thể tẩy rất là mạnh luôn các bạn chị. Rêu này, đây là cái cục mà Minh Châu lấy về rêu để cho các bạn chị tham khảo này. Đây, xịt nó lụng luôn nhá. Đây, Minh Châu xịt lụng cái cục bê tông cho mọi người tham khảo nhá. Ồ, kinh khủng của mọi người. Nè, nhìn Minh Châu sẽ vẽ trên này nhá. Ồ, kinh chưa? Lụng hết luôn nhá. Rồi. Rồi, mình sẽ rửa trên xe này. Nó bị oxy hóa đó mọi người, mà xịt lóc luôn nha, thấy không, trắng bon luôn. Rồi, bình bột tuyết này. Đó, các bác nhìn thấy không, xịt trắng sân nhà em luôn này. Bình bột tuyết cũng rất là ok luôn mọi người. Bét thì mình có nhiều loại bét để chỉnh nha, kèm theo 4 bét luôn. Bét từ 0 độ, 15 độ. Bây giờ Minh Châu sẽ gắn cái bét 15 độ để mọi người tham khảo này. 15 độ là bét vàng, bét đỏ là 0 độ mọi người. Rồi, đội bét này. Bét 40 độ mọi người. Đó, có bán chị thấy không? Máy thì xịt rửa là rất là ok và động cơ hoạt động rất là êm ái luôn nhá. Và khi có bán chị mua về là ở trong một cái thùng như vậy này, có đầy đủ phụ kiện cho mọi người sử dụng luôn. Được bảo hành 12 tháng và giá bán tại cửa hàng máy sử dụng Minh Châu là 14.500.000. Nhưng riêng máy này hôm nay Minh Châu cũng đã test cho nên sẽ giảm cho có bán chị 300.000 và miễn phí vận chuyển cho có bán chị luôn nhá. Riêng con test này thì nó có hơi dơ, nhờ nó hơi dơ tí thôi nhưng mà vẫn đảm bảo được chất lượng của bán chị ạ. Rồi, các bán chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy sử dụng Minh Châu hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình nhé. Và các bán chị đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để những dòng sau mà Minh Châu lên phù hợp dòng nào thì ủng hộ Minh Châu nhé. Và video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bán chị đã quan tâm theo dõi.